anh đang nghe Tổ quốc gọi tên mình, bằng tiếng sóng Trường Sa Hoàng Sa rồi vào gành đá. Sóng cuồn cuộn lên sáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời vạn tấc đất đơn đau. Nhiều mặt sóng biển đông, Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay sực lửa. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên xây quê hương băng giang, những hành trình người công nhân lao động là tình yêu say cơ hồng công nhân, thôi thúc trong tim những lời bác dạy kết đoàn dựng xây công đoàn băng giang. Truyền hình có thể truy cập vào kênh YouTube của VTV3 và bình chọn cho tiết mục mà mình yêu thích. Mỗi lượt thích, mỗi bình luận tương ứng 3 điểm, mỗi lượt xem tương ứng 2 điểm. Tiết mục có điểm số cao nhất sẽ nhận được chứng nhận từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng 5 triệu đồng tiền mặt. Thời gian bình chọn từ ngày 20 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11 năm 2024.